Ninh Dương Lan Ngọc lộ ảnh thân mật bên phi công kém 6 tuổi sau khi công khai ông xã. Ninh Dương Lan Ngọc một lần nữa lại khiến hội chị em phải ghen tị khi sánh bước bên nam thần, một trong sự kiện ở Vũng Tàu. Cặp trai tài gái sắc nhận được nhiều lời khen ngợi của cư dân mạng. Ninh Dương Lan Ngọc gắn liền với hình ảnh ngọc nữ trong showbiz Việt. Cô nàng sở hữu ngoại hình xinh đẹp, tài năng được khẳng định qua nhiều sản phẩm thế nhưng fan của nữ diễn viên thì lo lo lắng khi cô bước sang tuổi 31 rồi vẫn chưa yên bề gia thất từ trước đến nay khán giả vẫn thường bàn tán chuyện Lan Ngọc hẹn hò với Chi Dân cặp đôi này nhiều lần để lộ bằng chứng cho thấy mối quan hệ mặn nồng song vẫn chưa bao giờ lên tiếng nói rõ thời gian qua Chi Dân và Lan Ngọc bị nghi rãn nứt khi lần lượt công khai tuyên bố mình đang độc thân không chỉ vậy cả hai còn thoải mái thân mật bên người khác nếu Chi Dân sánh vai cùng Mi Du thì Ninh Dương Lan Ngọc cũng nhiều lần khiến fan thích thú khi song hành cùng các trai trẻ, trẻ cách đây không lâu khi cùng tham gia một game show, Ninh Dương Lan Ngọc thân thiết khoác tay Đạt Kỳ nhận nam rapper làm chồng. Mặc cho khoảng cách tuổi tác cả hai lên đến con số 8, Đạt Kỳ vẫn cho rằng chuyện này không thành vấn đề. vài ngày sau, khán giả lại có dịp đứng ngồi không yên khi Ninh Dương Lan Ngọc tái ngộ cùng phi công trẻ Lê Xuân Tiền. cặp đôi này từng được ghép đôi rất nhiệt tình sau khi cùng đóng gái già lắm chiêu. đã lâu rồi các fan mới được thấy Ninh Dương Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền chụp chung một khung hình. độ đẹp của cả hai giúp họ nhận về rất nhiều lời khen ngợi. Được biết, cặp đôi đang cùng giữ một sự kiện của nhà thiết kế đồ manh cường. Trong bức hình, Lê Xuân Tiền giản dị mặc chiếc áo polo đơn giản màu nâu, nên Dương Lan Ngọc lại mặc chiếc váy trắng nền nã. Cặp đôi gái già phi công trẻ dù cách nhau 6 tuổi nhưng vẫn rất đẹp đôi. Sau khi cùng tham gia gái già lắm chiêu, hai người vẫn giữ liên lạc, thường xuyên gặp gỡ, cùng đi chơi. Mặc dù biết bản thân được ghép đôi nhiệt tình với đối phương, nhưng Lan Ngọc và Lê Xuân Tiền đều không cảm thấy khó chịu.